Xin chào, bạn có phải là một người làm kinh doanh đang mong muốn gia tăng doanh thu của mình? Hay bạn đang là một người làm marketing và mong muốn thu được nhiều khách hàng hơn, tạo ra tỷ lệ chuyển đổi lớn hơn, có nhiều đơn hàng hơn và đặc biệt đó là giảm thiểu những cái chi phí cho hoạt động quảng cáo của mình? Nếu như bạn đang quan tâm đến điều đó thì chương trình Marketing Bão này sẽ là một cái giải pháp tổng thể và trọn vẹn để giúp cho bạn thay đổi hoàn toàn kế hoạch marketing của bạn. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Quang Ngọc, người sáng lập của Cơn Bão Triệu Phú, đồng thời cũng là người sáng tạo ra triết lý marketing bão. Và tôi được học hỏi rất nhiều những người thành công và những chuyên gia hàng đầu về marketing ở trên thế giới. Và trong xuyên suốt quá trình đó, tôi nhận diện thấy có một quy trình, đó là gì ạ? Quy trình hình thành những cơn bão, nó có một sức mạnh khủng khiếp. Và bên cạnh đó, trong thế giới kinh doanh nó cũng có một quá trình như vậy. Sau nhiều thời gian trải nghiệm thì tôi đã đúc rút ra được công thức được gọi là gì ạ? Là marketing bão. Và công thức này cho phép bạn từ một người có thể nói là chưa biết gì về marketing đến một người đã rất là sành sỏi trong thế giới của marketing cũng sẽ nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác về marketing. Và bạn sẽ biết cách để áp dụng công thức này ở trong hoạt động kinh doanh của bạn để tạo ra sự bùng nổ về doanh thu và tạo ra cái sự liên tục quay trở lại của người khách hàng của mình. Và bạn